Mình xin chào tất cả các cô chú anh chị em cùng các bạn nha. Hôm nay mình lâu lắm rồi mình mới xả cái hồng này, mình thay nước cái hồng này nha các bạn. Để mình làm cho nó sạch sạch, vệ sinh cái gao ở trong này lâu quá, gông nó đóng nhiều quá. Sẵn mình cũng muốn xả ra để cho các bạn xem rõ cá nó hôm nay nó phát triển được như thế nào nha các bạn. Thì là các bạn thấy nó nằm sắp lớp ở dưới này nè, nằm rất là nhiều trong này nha các bạn, nó chui vô gao này rất là nhiều. Thì hôm bữa mình cũng có bán trong cái hầm này hết 70 mấy ký rồi đó các bạn. Thì mình cũng muốn bán dần dần đi bán xong cái hầm này nè, để mình sẽ nuôi lại cái hầm này, mình thả vô mình nuôi một hầm cá rô lại cho các bạn xem nha. Có nhiều bạn yêu cầu mình nuôi cá rô lại cho các bạn xem trực tiếp để mình chia sẻ cho các bạn xem dễ hiểu hơn á. Thì mình cũng đang bán cái hầm này, chắc cũng ít ngày thôi mình sẽ bán xong cái hầm này rồi mình làm nước nuôi lại đàng hoàng, thì mình sẽ nuôi thả cá rô lại các bạn đón xem nha. Mình sẽ nuôi lại theo cái kiểu cách nuôi cá rô ít thay nước hơn lúc trước nha, tại vì cái nước giếng khoan mình ở đây á các bạn, bây giờ mùa nắng nó cũng hơi yếu nên mình nuôi cái cách thay nước ít hơn. Mà các bạn thấy mình giặt lên lại trong này nó nằm dày đặc ở trong này nè. Mà các bạn thấy bình thường mình quay cho các bạn xem á, thấy nó nhỏ nhỏ xíu à. Rồi khi mình thả cạn ra thì mình mới thấy được nó cũng khá to chứ không có nhỏ lắm nha các bạn. Thì cá này nó cũng lứa chứ nó chưa có đủ sức để bán nha. Nó các bạn thấy nó cũng bằng cả bằng tay chứ đâu có nhỏ đâu các bạn, nó cũng to lắm. Cá này mình nuôi khoảng 3 tháng nữa thì mình bán mới vừa nha các bạn, chứ cá này còn lứa còn nhỏ lắm. Mình quay mình không xả nước mình thấy nó nhỏ, nhưng mà mình xả ra mình thấy nó cũng khá to ha các bạn. Mà được cái là mình nuôi cái cá hường này mình không có đầu tư, không có cho ăn gì, không có tốn kém gì hết trơn á. Bữa giờ mình đang bán lai gai để cho nó hết cái hầm này, để mình sẽ vô cá rô lại cái hầm này cho các bạn xem nha. Là mình cố tình mình xả cho nó ra ngoài cho các bạn thấy nè, dễ thấy nè. Nó cũng đều lắm. Cá nó cũng khá đều nha các bạn. Nó ở dưới này nhiều lắm nè, nó nằm dưới này nhiều lắm nè. Nó mình xả nó ra ngoài này nó nước nó rút nhanh quá, tại vì mình xả ra mình làm con mình làm không kịp á các bạn. Thì sẵn mình quay cho các bạn xem một đoạn video rồi để mình làm nhanh, mình bắt cá mình gọng riêng ra để tối người ta lại người ta bắt. Chứ có chú ở xóm mà thích cá này nè, thích ăn cá này. Thì chú cũng có cái ao đất to lắm, mà chú cũng mua mấy chục ký về. Mình cũng bắt trong hầm này ra mình bán cho chú hết một mớ để chú về chú thả rồi đó. Ở trong góc bên kia nó có cái hố mình đào cho nước nó rút xuống dưới, bây giờ nó chảy qua bên đó cá nó xuống dưới đó cũng bộn lắm mà nha các bạn. Nó nằm trong này quá trời luôn nè, chứ mình dỡ lên là nó nhiều lắm, dỡ lên ở dưới này nó nằm nhiều lắm nha các bạn.
nè, giống như cá này các bạn thấy nó cũng cá bàn tay nè, những con này nè các bạn thấy không, rất là cũng khá to chứ đâu có nhỏ đâu. Mình quay nhìn xa xa, thường mình quay mình cho cá ăn cho các bạn xem thì các bạn nghĩ hai ba ngón tay ha, nhưng mà mình khi mình xả nước ra mình thấy nó cũng khá to nha. À, nó cũng đều. Rau này nó dày lắm các bạn nè, nó nào cái rau nó rất là dày luôn. Ở trong này cái rau nó nằm trong này nhiều lắm nha các bạn. Mình quay một đoạn video này thôi. Đó. Để mình sẽ bắt nó để mình gọng, chứ mình để mình dọc nó quá nó sợ nó hao hụt nhiều nha các bạn. Mình giao cho anh đã nó hao hụt nhiều. Chút xíu nữa anh đi làm về xong anh qua anh bắt anh thả vô ao anh luôn à, nó không có bị ảnh hưởng gì đó. Về mình xúc là mình căng cái mình thảy xuống ao luôn là nó phải ru nha các bạn. Nuôi cá này á các bạn, mình thích nhất là mình không có đầu tư gì hết trơn á các bạn, không có cho ăn được nhiều hết á. Giống như nuôi cái hầm này nè, mình thả cũng rất là nhiều con. Ở trong này bây giờ chắc cũng phải khoảng hơn khoảng 2 tạ, nếu mình bắt lên hết là khoảng 2 tạ. Hôm bữa mình bán hết 7 mấy ký à, mà nó ăn có một bao cám nha các bạn. Một bao với chừng mình cho nó ăn xúc cái bên kia qua khoảng chừng ký 2 ký cám à, là khoảng hơn bao chút xíu à, là nó cỡ này nha các bạn. Mà nó rất là lâu lớn, mà nó ăn cám rất là ít, nó mình thả gì chứ nó đâu ăn bao nhiêu đâu. Nó ăn bả gông riêu này kia à, mà mình nuôi được cái ao to to á, nhất là ao đất nha, mà mình chặt cây phơi mì mình thảy xuống nó nhanh lớn dữ lắm nha các bạn. Mình thấy mình quay á thì các bạn nhìn thấy nó rất là nhỏ, nhưng mà mình xả nước ra thì mình thấy nó cũng khá to nha các bạn. Đó, giống như các bạn thấy nó đều nè. Có những con to lắm, hôm bữa là mình bán hết số là người ta lựa một số con là nó cỡ này trở lên không nè các bạn. Nè. Nó nên nó gần bằng bàn tay mình luôn rồi nha các bạn. Nhưng mà nó vẫn còn nhỏ, chưa có to lắm đâu. Nó to lắm là nó lớn những con mà mình nuôi đủ tiêu chuẩn của nó là nó 4-5 lạng luôn á, chứ không ít đâu nha các bạn. Bây giờ nó chui xuống, nó chui vô cái lớp bạc ở dưới á, nhiều lắm. Ở dưới này có cái bạc nè các bạn. Nè, nó chui xuống dưới này, nó nằm dưới này là quá trời luôn nè. Nó chui xuống cái trong cái mấy bạc nè. Giờ nó nằm dưới này mình gờ thấy quá trời luôn. Mình dọn xong cái hầm này mình làm vệ sinh sạch sẽ lại rồi mình sẽ vô cá lại cho các bạn xem cá rô nha các bạn. Để có nhiều số bạn yêu cầu mình nuôi cá rô lại cho các bạn xem trực tiếp á, thì mình sẽ vô cá rô khi nào các bạn nhớ đón xem. Mình sẽ làm xong hồ vệ sinh sạch sẽ hết thì mình sẽ bắt cá giống vậy mình vô cái hầm này cho bạn xem. Rồi mình nuôi cá rô theo cái kiểu mà mình ít thay nước lại nha các bạn. Rồi video mình làm đến đây xin tạm dừng nha. Xin bye bye, hẹn gặp các bạn lại những video tiếp theo nha. Xin chúc các bạn luôn luôn gặp nhiều may mắn nha. Sang năm mới được nhiều sức khỏe và làm công việc gì cũng thuận lợi, bình an, tốt đẹp nha các bạn. Xin hẹn các bạn gặp các bạn lại những video tiếp theo nhé. Bye bye nha.